Em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô mai chiếu thủy kim giòn lá nhỏ nha cô chú anh chị. Đây. Đó, cái lô này rất là xiên hoa nha anh chị. Cây đã đâm chồi sống khỏe hết rồi. Cái này em báo anh chị luôn, khi này em ốp giấy với ốp giấy vô đó, mấy cái chồi này nó có thể bị gãy nha anh chị. Đó, anh chị về cắt tỉa lại cho đâm chồi mới nha. Em để cái chồi này là để báo cho anh chị là cây đã đâm chồi sống khỏe. Rồi cây đầu tiên là mã số M40, cây mai chiếu thủy kim giòn. Cây này liền một bệ nha cô chú anh chị, liền liền lạc hết trơn luôn. Hoành là 45. Hoành 45. Chiều cao 44. Chiều cao 44. Đường kính bầu 38. Đường kính bầu 38. M40 950 em bao ship. M40 cây này 950.000 nghe cô chú anh chị, em bao ship toàn quốc. M41. Cây này già lắm nghe chị, lâu lớn lắm, cả chục năm trở lên này. Hoành thế là 32. Hoành 32. Chiều cao 52. Chiều cao 52. M41 800.000 em bao ship. Rồi cây này 800.000 M41. M42. Cây này rất là to luôn chị ơi, già dữ lắm, già luôn. Chị xem nè, bệ đế nè. Cây thân già gân guốc hết trơn ha. Hoành thế là 32. Hoành 32. Chiều cao 59. Chiều cao 59. M42 1 triệu em bao ship. M42 cây này 1 triệu ha. Em bao ship. M43. Cây này có nhánh bay ra. Bệ đế. Hoành đây là 32. Hoành 32. Chiều cao 58. Lô này rất là đẹp anh chị ơi. M43 950 em bao ship. M43 950.000. M44. Cây này liền bệ cũ luôn. Hoành thế là 35. Hoành 35. Chiều cao 40. Chiều cao 40. M44 800.000. M45. Hoành thế là 33. Chiều cao 56. M45 900.000. M46. Hoành thế là 32. Hoành 32. Cây rất là to đẹp. Chiều cao 30. Bệ liền có cái cây này chuẩn bonsai sai rất là đẹp nè anh chị. M46 800.000. 800.000 M46. M47. Cây này bệ rất là đẹp. Hoành cái này là 35. Chiều cao 51. M47 900.000. M48. Hoành thế là 35. Chiều cao 25. M48 750. Cái này cái bệ đẹp nở ra như lắm nở là chị, già nu cục hết trơn ha. Hoành chỗ này là 38. 38 hoành. Chiều cao 36. Chiều cao 36. M49 800.000. Rồi chị 800.000 M49.
M50. M50. Cây nào nấy bệ nó nở ra rất là đẹp nha anh chị. Cây đâm chồi sống khỏe hết rồi. Quanh cái này là 28. Quanh 28. Chiều cao 54. Chiều cao 54. M50. M50 750 bao xích. 750. M51. Quanh chỗ này là 25. Quanh 25. Chiều cao 33. Cái này mini. M51 600 nghìn. M51 600 nghìn. M52. Ôi, nó già nu, có cục xù ở đây luôn nè chị. Xù đó. Cục. Quanh thế là 30. Quanh 30. Chiều cao 33. M52 900 nghìn. 900 nghìn. M53. Quanh chỗ này là 33. Chiều cao 36. M53 900 nghìn. M54. Quanh chỗ này là 33. Chiều cao 60. M54 900 ngàn. Cây này già gân guốc dữ gần lắm nha chị. M54 900 ngàn, em bao ship toàn quốc luôn. Loại kích rễ Trung Quốc này nói chung là anh em đã xài rồi thì đã biết nha, cực kỳ im nha chị. Nó rất là im ha, kích rễ cực mạnh ha. Một gối này là nửa ký 500 gram. Đó, em xin giao lưu với anh chị là 200 ngàn, em bao ship tặng nhà cho mình. Vậy về liều lượng thì là một muỗng cà phê đầy á, mình pha với 5 lít nước. Hoặc một gối này nè, mình pha với 300 lít nước ha. Sau đó mình sử dụng được rất là nhiều nha chị. Còn sử dụng các loại cây á, này là loại kích rễ này sử dụng được tất cả các loại cây trồng nha chị. Như là mai vàng, nguyệt quế, linh sam hay tất cả các loại cây trồng đó. Cây phôi á, thì mình liều lượng mình tưới đó, là một tuần mình tưới 2 lần. Những cây nào mà sống khỏe thì anh chị muốn cho nó cây nó phát triển mạnh và đều á thì từng mình tưới 1 lần, mà những cây phôi mới bứng á đó, hoặc là những cây di dời á, anh chị tưới 1 tuần 2 lần ha. Một muỗng cà phê đầy với 5 lít nước nha anh chị. Đó, lâu lắm mới được về với hàng nha anh chị, được về có mấy chục gối thôi, anh chị nào nhanh tay thì còn ha anh chị. Đó là 200 ngàn một gối 500 gram này ha. Anh chị mua cây thì nhớ sử dụng kích rễ anh chị ơi. Nói chung là mình mua cây khi tiền triệu, mà có gói kích rễ này mình xài cả năm trời mới hết nha anh chị. Rồi tiếp theo là em giới thiệu anh chị cái loại kéo cắt. Đó, hai cái loại kéo cắt ha. Hàng này hàng công nghệ của Nhật Bản. Hàng là em bán là 120 ngàn một cây, em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, hàng thì em bao bán, anh chị cứ mở ra. Nếu mà không bán thì cứ trả lại cho em ha. Bao bán luôn, em cắt thử cho anh chị coi nè ha. Nó rất là ngọt luôn anh chị ơi. Nè, cái cây bành kia gần bằng tay cái em nè. Đó. Nè. Mướt rượt luôn. Giá chỉ có 120 ngàn mà bao ship. Nó thật sự là hàng này rất là rẻ. Em đã xài mấy cây rồi, xài cả mấy năm trời luôn mà không có lục. Ít rất là lục ha. Nè, chị coi mặt cắt nè, rất là ngọt luôn á. Đó. 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 Chị xem ha, ngọt ngơ nó nhẹ nhàng luôn. Đó. Là có hai màu, một màu đỏ, màu trắng với một màu đen. Đó, anh chị thích chọn cây nào thì em gửi cây đó. Chỉ 120 ngàn em bao ship luôn. Đó, em bao bán cho anh chị luôn ha. Rồi tiếp theo là cái kéo tỉa nha anh chị. Kéo tỉa này hàng kéo Nhật nha. Bao sắc bén cho anh chị luôn ha. Đó. Này là loại kéo tỉa suông. Đó, này kéo tỉa dạng kéo tỉa bầu. Thì đồng giá là 150 ngàn, 180 ngàn một cây em bao ship ha. Em bao sắc bén cho anh chị luôn. Đó, lấy cho thử cho chị xem hàng mới ha. Đây. Bao sắc bén anh chị. Osaka ha.
được nha anh chị. Đó, bao sắc bén ha, 180.000 một cây thôi anh chị ơi. Rất là mướt nè. Này có loại hai loại kéo tỉa nha anh chị. Đó. Cây rất là đẹp. Rồi tiếp theo là hàng mới về, hàng cạp nha anh chị. Có hai loại cặp, cặp tròn và cặp xéo. À, anh chị muốn chọn cái nào chọn ha. Cặp thì một cây là 350.000. À, em bao ship tặng nhà cho mình luôn ha. Cũng có hàng của Nhật nha anh chị. À, mới nhập về được mớ cây thôi chị ơi. Bao sắc bén luôn. À, anh chị xem ha. Lũi nè. Bao sắc bén luôn nha anh chị. Đó, anh chị về cạp ha. Rất ok luôn anh chị ơi. Nè, chữ in chìm cái này luôn cho mình luôn ha. 350.000 một cây kiềm cạp nha anh chị. Anh chị muốn lấy cạp tròn hoặc cạp xéo đều được ha. Rất là đẹp anh chị ơi. Rồi anh chị nào cần thì cứ liên hệ với em anh chị. Rồi tiếp theo là em xin giới thiệu với anh chị là cái loại cưa này, gọi là cưa lách cán gỗ đó. Hàng cũng công nghệ của Nhật Bản, bao bén, anh chị về mở ra được thử cưa, không bén trả lời em ha. Đó, cây cưa như thế này đó, em giao lưu với anh chị là chỉ có 70.000 đó, 70.000 nha. Mà loại cưa này thì em bán hai cái trở lên em mới ship, hoặc là anh chị mua cùng một cây kéo hay là một gối kích rễ hoặc là một cái cây nào đó thì em sẽ ship cùng với anh chị. Chứ một cây thì em ship không được nha chị. Nói chung là một cây là ship là lỗ tiền ship luôn nha chị. Có nghĩa là chị mua hai cây trở lên thì em bao ship. Một cây là 70.000 đó, em bao ship cho mình. Nè em cưa thử cây mai cho anh chị xem ha. Rất là em bao bén luôn ha. Nè đây, anh chị không biết anh chị có nhìn thấy rõ không ha. Đó nè, bao bén luôn. Đó, cưa lách nha anh chị. Đó là những cái lách nhỏ. Anh chị coi nè, cái mặt cắt nè. Đó, mướt rượt luôn. Mặt cắt rất là mướt nè. Rất là phẳng luôn á anh chị. Đây cây mai nè. Đó, mặt cắt rất là phẳng luôn. Nha. Đây. Cưa lách. Rất là bén nha anh chị. Chiều dài của cái lưỡi cưa ha, tầm khoảng 23 cm nha anh chị ơi. Nè, em 23 xanh. Em ha. Mà tới cái cán luôn chắc cỡ 30 cm. Tính cái cán luôn là cỡ 30 cm. Còn cái lưỡi không là khoảng 25 cm nha anh chị. Đó, 23 cm. Đó. Nè anh chị nhìn cái lưỡi cưa nhìn gần lại. Cực kỳ bén luôn ha, nhỏ bén dữ dằn ha. Em bao hàng với anh chị luôn ha. Đó, cưa lách là những cái đầu nhọn nè. Những cái chỗ mà anh chị mà cưa lớn đó, mình bỏ vô mình cưa không được á, mình sử dụng cưa này. Đó. Mà cưa cành bự được bình thường thôi nha anh chị. Rất là bén ha. Chỉ có 70.000 ha, bao ship luôn nha anh chị. 70.000 mà anh mua chị hai cây em mới bao ship ha. Một cây em không bao ship nha anh chị, hoặc là mua cùng với một cây cưa, cây kéo nào đó, hoặc một gói kích rễ ha. Rồi hôm nay em về đụng số hàng vậy, cũng cảm ơn anh chị thời gian qua ủng hộ em rất nhiều ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở clip sau nha.